trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, bình ổn thị trường nên các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Tân Lạc cơ bản ổn định. Dù địa phương đang trong thời gian thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, khảo sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân như gạo, rau xanh, thịt cá trên địa bàn huyện Tân Lạc khá phong phú. Các mặt hàng không những dồi dào mà giá còn giảm so với thời gian trước khi áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội. Cụ thể, thịt lợn giảm trung bình từ 150.000 đồng trên 1 kg xuống còn 130 đến 140.000 đồng trên 1 kg. Nói chung là đợt Covid này thì giá cả nó xuống ấy, xuống so với trước là xuống nhiều đấy. Thì nhà nước mình bảo là xuống để có dịch thế xuống cho mọi người để đỡ khó khăn cho nhau. Đặc biệt là những loại rau xanh, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn cung cấp rau củ tăng cao. Rau muống giá dao động từ 5 đến 10.000 đồng trên một mớ. Các loại rau cần, rau mồng tơi, cải cúc, bắp cải cũng chung xu hướng giảm. Còn các loại hoa quả vẫn giữ giá không tăng. Và là tất cả nhân dân đây đều là người ta ủng hộ, là người ta bán đều hóa tất, không ai có lấy tranh giá gì đắt cả, thực phẩm cũng thế, thịt cá đầy đủ, bán toàn như cũ tất. Theo tìm hiểu của nhà phóng viên, tại các khu vực chợ dân sinh trên địa bàn huyện Tân Lạc không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua các mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng để tích trữ do dịch COVID-19. Hiện nguồn hàng cung cấp cho các đại lý, cửa hàng trên địa bàn huyện Tân Lạc luôn đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với giá cả ổn định. Gia đình tôi không mua thức ăn dự trữ. Mỗi ngày tôi đi chợ một lần, tôi là người thường xuyên đi mua thức ăn để đảm bảo cho thức ăn nó được tươi. Tôi thường xuyên là đeo khẩu trang. Cứ đi ra khỏi nhà là tôi đeo khẩu trang. Thế là thực hiện đúng cái nhà nước và chính phủ đề ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, huyện Tân Lạc đang làm khá tốt các biện pháp phòng chống, đặc biệt triển khai đồng bộ các giải pháp, nghiệp vụ để kiểm soát tốt tình hình, ổn định thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra, xử lý công khai các đối tượng có hành vi gian lận thương mại. Ngoài ra, địa phương cũng nhận được sự cam kết của các nhà cung cấp thực phẩm, các đại lý đã chuẩn bị đủ thực phẩm trên thị trường phục vụ người dân trong thời gian tới đây.